vào trường. Cháu học năm điều bác dạy: yêu đồng bào, yêu tổ quốc Việt Nam. Bác ơi, để mỗi lần nhắc đến bác Dừa với lại chú Sơn sẽ không có nhận xét từng tiết mục được, nhưng mà do hai đứa con thi đầu á, cho nên là hai chú cũng muốn gửi lời động viên đến hai con, với lại nhắc cho các hai con với lại các bạn phía sau á, mình thoải mái, mình tự tin, mình trình diễn cho nó tốt hơn, chứ thôi là mình sẽ bị lung á. Đầu tiên thì chú cũng xin chúc mừng hai đứa con đã hoàn thành tiết mục của mình ha, rất là dễ thương. Cỡ tủ của tụi con mà hát được cái bộ môn này là vậy là rất là giỏi, và đặc biệt là mình có một cái tinh thần yêu thương mến cái làn điệu của ông cha mình rồi. Hát thì chú Sơn khen tụi con giọng trong trẻo ha, hát cũng tốt, nhịp cũng ok. Tuy nhiên á, về phần hai đứa con rất là xinh xắn, rất là dễ thương, mặc đồ rất là đẹp. Chú chia sẻ xíu để các bạn phía sau các bạn lưu ý là hai đứa con cứ tưởng tượng ở dưới đây giống như là hai chú, giống như hoặc là các cô chú phụ huynh bạn bè, giống như gia đình của mình vậy đó. Hôm nay giống như nhà mình có liên hoan tân gia gì vui vui, rồi mình lên biểu diễn góp vui cho mình thoải mái. Mình đừng có nghĩ một cái cuộc thi gì mà nó lớn quá cái mình áp lực, cái mình bị căng á, mà khi hát hò mình căng quá thì mình sẽ không thể hiện tốt được cái tiết mục của mình ha. Coi như là ở nhà đi, vui vẻ thoải mái, hai chú cũng sẽ thương tụi con, sẽ chấm điểm cao lắm, không có bạn nào điểm thấp hết.
Rồi khi mà hát á, tụi con cứ cái ánh mắt của mình á, mình nhìn mình tương tác với lại khán giả nó quan trọng lắm. Rồi cái thứ hai nữa là hai đứa con tương tác với nhau. Khi mà mình hát song ca thì mình phải tương tác với nhau. Chứ không một bạn đứng một nơi là giống như hai đứa đang giận hờn gì đó, thấy không? Nó cười tươi lên cho dễ thương. Mình diễn với các khán giả nè, rồi mình hai bạn diễn với nhau. Và thậm chí có mình có thể di chuyển à, không có ai bắt mình đứng một chỗ hết trơn á. Mình cứ di chuyển thoải mái. Ví dụ như chú nói, ví dụ như khi bạn Bảo Ngọc hát á, thì là bạn Bảo Ngọc có thể bước lên trên một xíu à, để khán giả tập trung vô các bạn đang hát. Rồi khi mà các bạn tiếp theo là bạn Minh Ngọc hát thì bạn Minh Ngọc bước lên một xíu. Rồi hai bạn có thể xoay để thay đổi vị trí. Rồi hai các bạn có thể giao lưu hát với nhau để diễn tình cảm ha. Rồi mình nhìn dưới khán giả. Rồi ở đây là sân chơi vui mà, nên tụi con đừng áp lực. Các bạn phía sau cũng vậy luôn, các bạn phía sau cũng thoải mái à, thoải mái rất là dễ thương. Bên này chú Cưng Dừa đang ghi hình nữa, chú Cưng Dừa về đăng trên kênh chú Cưng Dừa. Nhiều bà của bác xem vô sẽ ủng hộ bình luận cho tụi con, cho nên là mình hát mà mình căng quá thì tiết mục mình nó chưa có hấp dẫn ha. Nhưng mà hai đứa con là chú Cưng Dừa chú Sơn thông cảm, tại vì mình mở màn mà cái người mở màn lúc nào cũng rất là áp lực ha. Rồi bây giờ chú Sơn sẽ góp ý một xíu về cái giọng hát để coi như mở màn. Rồi xíu các bạn sau cái yêu như vậy mình lên mình trình diễn nha. À, không có, hôm nay là thi, hình như nghe nói cô Trang bên nhà thiếu nhi nói là bạn nào cũng có giải đó, cho nên giải lớn lắm á, cho nên là cứ thoải mái ha. Rồi chú Sơn cảm ơn hai đứa con rất là nhiều. Rồi bây giờ là chú Khương đã chia sẻ với các con rồi đúng không? Mình cứ thật là vui, thật là tự nhiên nhất có thể. Hôm nay giống như là tụi con đến đây để vui, để thi hát cùng với các bạn của mình thôi. Để thoải mái thôi, đừng có nghĩ là giải quyết cái gì hết thì nó sẽ vui hơn. Chú Khương chia sẻ với các con rồi, bây giờ chú có cái lời khen cho hai con. Chú rất là thích cái nhịp của hai con rất là chắc. Và cái tân cổ này rất là khó từ cái nhịp, vì cái lời rất là nhiều nhưng mà các con vẫn giữ được cái nhịp của mình rất là chắc. Và lúc mà các con hát nhạc cũng rất là hay, nó không có bị gọi là hai cái trường phái nó khác nhau, các con không có bị bỡ ngỡ. Cái điều đó là cái chú rất là thích các con. Các con hôm nay thì tiết mục đầu tiên thì mình không có đòi hỏi là nó quá xuất sắc, nhưng mà chú với chú Khương cũng sẽ thương các con và ủng hộ các con nhiều hơn, và điểm sẽ rất là cao. Và các bạn ở dưới đây á, khi mà các bạn của mình thi á, các bạn ở dưới đây mình sẽ ủng hộ cho bạn mình để tinh thần các bạn mình nó vui hơn. Các bạn chút xíu các bạn sẽ ủng hộ mình lại đúng không? Và các bạn cho hai bạn của mình cũng chặt nó ra đi nha. Rồi cảm ơn con, chúc cho con nhiều may mắn nha. Chúc mừng chú. Rồi rồi. Tiếp theo là tiết mục dự thi của em Thạch Thùy Lan Anh, trường trung học cơ sở Vĩnh Lộc A, với tiết mục Trường Xưa, Trường Xa ơi tình nghĩa đông đầy. Yeah.
học giỏi. Tiếp theo là tiết mục của bạn Lâm Ngọc Diệp, trường tiểu học Bình Hưng, với ca khúc mang tên Cảnh đẹp phương Nam, khóc Hoàng Thiên. Cảm ơn cô gái nhiều nha, chúc con sức khỏe. Tiết mục số 4 của trường tiểu học Huỳnh Văn Bánh chuẩn bị. Tiết mục tiếp theo là tiết mục của bạn Đinh Thiên Kim, trường tiểu học Bình Lợi, liên khúc Lý về miền Tây. Liên khúc Lý Tòng Quân, Lý Cái Mơn, Lý Qua Cầu, Lý Mỹ Hân.
nhiều nha, chúc con nhiều sức khỏe. Tiết mục số 5 của trường tiểu học Hưng Long chuẩn bị. Tiếp theo là tiết mục của bạn Ngọc Tiên, Tường Vi, Quốc Bảo, mang tên Phụ Mẫu và Quê Hương. Nguyễn Văn Trân và tiết mục số 9 của trường tiểu học Hòa Văn 2 chuẩn bị. Tiếp theo là phần dự thi của em Phan Võ Hà Phương, trường tiểu học Nguyễn Văn Trân, mang tên Con yêu tiếng hát ru hời. Thank you.
ơn con gái nhiều nha. Chúc con nhiều sức khỏe, học giỏi. Tiếp theo là tiết mục dự thi của em Nguyễn Trà My, trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh với tiết mục quê hương. Tiết mục số 21 của trường Trung học cơ sở Quy Đức và tiết mục số 22 của trường Trung học cơ sở Tân Quý Tây chuẩn bị.
nhiều nha, rất là dễ thương. Rồi cảm ơn con nha, chúc con sức khỏe, học giỏi. Tiếp theo là tiết mục dự thi của em Trương Võ Phát Đạt, trường Trung học Cơ sở Quy Đức, với tiết mục Nhớ ơn thầy cô Cộng Kim Lan. Tiết mục số 23 của trường Trung học Cơ sở Trung Sơn chuẩn bị. Xíu. Nhưng mà rất dễ thương. Chú nhìn thấy cái quần là chú thấy dễ thương rồi đó. Cảm ơn con nhiều nha. Chúc con nhiều sức khỏe, học giỏi. Tiếp theo là tiết mục dự thi của em Lý Minh Thuận, trường Trung học Cơ sở Tân Quý Tây, với tiết mục Kim Đồng. Tiết mục số 24 của trường Trung học Cơ sở Vĩnh Lộc A chuẩn bị. Sợ dẫn kiên cường, thu chi bộ thác nổi
Giỏi. Tiếp theo là phần dự thi của em Như Ý và Diễm Trinh của trường Trung học cơ sở Trung Sơn với tiết mục Bình Chánh Mê Tôi, Vọng Kim Lan. Tiết mục số 25 của trường Trung học cơ sở Vĩnh Lộc B chuẩn bị.